Với số lượng fan ngày càng hùng hậu và tăng nhanh gấp bội qua mỗi vòng càng khiến sự xuất hiện của Lady May đang được đặt nhiều kỳ vọng cao. Tại vòng bán kết với sự giúp sức của nàng May, bản mashup gồm hai bài hát Có Người và Góc Ban Công đã khiến dân tình phải thả tim yêu thích. Dẫu không phải là lần đầu trình diễn ca khúc của Vũ Cách Tường, nhưng sự kết hợp giữa hai chất giọng cao có cùng quãng giọng của Lady May và nàng May đã đưa người nghe lên chín tầng mây. Đức Phúc chỉ muốn có ngay nút relay để nghe lại từ đầu. Trấn Thành thì gọi luôn đây là hai vận động viên đu thanh quản. Dẫu Lady May và nàng May hát na ná nhau, nhưng Trấn Thành cực lợi hại khi tuyên bố mình đã nhận ra nàng May là ai. Nô Phúc Thịnh thì cho biết mình đã biết Lady May là ai, nhưng còn nàng May thì vẫn chưa. Và điều này khiến nàng May cực kỳ buồn vì cả hai từng diễn chung mà nàng cố vấn lại không nhận ra mình. Lây lội y như nhau. Chị em nhà May còn tiết lộ mình có chung điểm chung là cùng mê trái đẹp khiến ai cũng phải chào thua. Với màn thể hiện đầy xuất sắc của cặp đôi Lady May và nàng May đã trở thành người dẫn đầu với 44,67% tỷ số bình chọn.